Giáo sứ Đào Duyên, Đức Tổng giám mục Du Xe ban bí tích thêm sức cho 85 em thiếu nhi và làm phép nhà sứ. Sáng thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023, Đức Tổng giám mục Du Xe đã chủ sự thánh lễ làm phép nhà sứ giáo sứ Đào Duyên và ban bí tích thêm sức cho 85 em thiếu nhi của giáo sứ. Vào lúc 9 giờ, mặc dù trời mưa nặng hạt, nhưng cha xứ Phaolô Đỗ Tùng Cương và bà con giáo dân vẫn có mặt đông đủ, hân hoan chào đón vị cha chung của Tổng giáo phận. Ngay sau đó là nghi thức làm phép nhà sứ do Đức Tổng giám mục Du Xe cử hành. Đồng tế trong thánh lễ tạ ơn và ban bí tích thêm sức có sự hiện diện của cha xứ Phaolô, quý cha trong giáo hạt Nam Định cùng sự tham dự của đông đảo cộng đoàn dân chúa, đặc biệt là các em thiếu nhi chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức và gia đình các em. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Du Xe chia sẻ lời Chúa dựa trên bài đọc tin mừng theo thánh Luca, chương 8 từ câu 4 đến câu 15. Hạt giống là lời thiên chúa và người gieo giống là Chúa Giêsu. Chúng ta hãy tự hỏi, tâm hồn tôi là mảnh đất nào khi đón nhận hạt giống lời Chúa nếu là mảnh đất tốt, chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa. Nếu là mảnh đất gai góc, sỏi đá, thì hãy dọn sạch những gai góc của hận thù, của sự rừng rưng với đời sống đức tin, của tính mê nết xấu. Tuy nhiên, để lời Chúa sinh hoa kết quả không phải dựa vào sức người phàm, nhưng phải nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần mở tai để chúng ta lắng nghe lời Chúa, mở tâm hồn để chúng ta đón nhận lời Chúa và mở trí để chúng ta hiểu lời của Ngài. ngỏ lời với 85 em lãnh nhận bí tích thêm sức, Đức Tổng giám mục Du Xe nhắn nhủ. Chúa Thánh Thần chính là ngọn lửa đậu trên đầu các tông đồ vào ngày lễ ngũ tuần xưa kia. Và hôm nay, ngọn lửa thiêng liêng vô hình ấy cũng ngự vào tâm hồn mỗi chúng con và ban cho chúng con bảy ơn của người. Vì thế, đây là biến cố rất quan trọng trong đời sống đức tin của chúng con. Vậy chúng con đừng dập tắt ngọn lửa ấy, hãy yêu mến và cầu nguyện với người. Các cha mẹ cũng hãy nêu gương cho con cái với lòng đạo đức, xuất sáng và siêng năng. Sau bài giảng, Đức Tổng giám Mục Du Xe đã sức dầu và ban bí tích thêm sức cho 85 em thiếu nhi, gồm 47 nữ và 38 nam. Các em đã hoàn thành 4 năm chương trình giáo lý hồng ân giáo huấn và được chuẩn bị tĩnh tâm xưng tội trước khi lãnh nhận bí tích. Kết thúc thánh lễ, một em thiếu nhi đã đại diện bày tỏ lòng biết ơn tới quý đấng bậc và toàn thể cộng đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Phaolô quan thầy ban cho giáo xứ ngày một thăng tiến trong đời sống đức tin, để từ đó biết yêu mến và phụng sự Chúa mỗi ngày trong cuộc đời.